Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin thể thao 24/7. Chiều nay, 3 trận đấu tại giải bóng đá vô địch quốc gia Nuticafe V-League 2018 diễn ra cùng giờ và tâm điểm chắc chắn nằm ở sân Lạch Tray, nơi câu lạc bộ Hải Phòng gặp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Câu lạc bộ Hải Phòng dưới thời huấn luyện viên Trương Việt Hoàng là một đội bóng định hình được lối chơi và luôn là một đối thủ khó chịu trên sân nhà, vì một mặt sân phục vụ cho lối chơi bóng dài sẽ luôn làm khó được những đội bóng thích chơi bóng ngắn như Hoàng Anh Gia Lai. Với ưu thế sân nhà, câu lạc bộ Hải Phòng lấn lướt trong những phút đầu. Trong hiệp 1, thì đội chủ nhà đã có hai cơ hội nguy hiểm từ những cú đánh đầu của hai tiền đạo ngoại là Fagan và Stephen. Nhưng sang hiệp 2 thì đội chủ nhà cũng đã mở tỷ số. Từ cú phát bóng dài của thủ môn Văn Lâm, Fagan đã ghi bàn khi đối mặt với thủ môn của đối phương. Tất nhiên là Hoàng Anh Gia Lai không muốn trắng tay sau trận này. Họ dồn lên tấn công như những pha dứt điểm của Hồng Duy hay là Văn Toàn, hoặc là không thắng được thủ môn Văn Lâm, hoặc là đập trúng cột dọc. Đến phút thứ 85 thì Hoàng Anh Gia Lai được hưởng một quả đá phạt và đội trưởng Xuân Trường đã có một cú sút phạt rất đẹp mắt để giúp Hoàng Anh Gia Lai gỡ hòa một đều và giành lại một điểm trên sân vận động Lạch Tray. Với Văn Lâm, anh cũng đã phán đoán nhầm hướng dứt điểm. Trong khi đó, câu lạc bộ Hà Nội thường có thói quen khởi đầu chậm chạp tại giải vô địch quốc gia và sẽ tăng tốc dần vào cuối mùa. Nhưng năm nay thì mọi chuyện đã thay đổi, họ khởi đầu đầy khí thế với những chiến thắng ấn tượng. Vẫn là những cơ hội cho Hà Nội. Trên sân của sổ số kế tiếp Cần Thơ, câu lạc bộ Hà Nội đã chiếm thế chủ động và đã tạo ra được khá nhiều cơ hội ăn bàn. Nhưng cũng phải tới phút 66, nỗ lực của các vị khách mới được đền đáp. Từ pha đá phạt của Thành Lương, bóng tới vị trí của Moses và cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số cho các vị khách. Sau khi khai thông thế bế tắc, câu lạc bộ Hà Nội đã chơi phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả. Hai bàn thắng ở những phút bù giờ đến từ những tình huống như vậy và đều được kết thúc bởi Oseni đã giúp câu lạc bộ Hà Nội giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0, qua đó toàn thắng sau hai lượt trận. Hai bàn thắng đến theo kịch bản. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, sau pha khống chế bóng hết sức bất cẩn, thủ thành Lê Văn Hưng của SHB Đà Nẵng đã buộc phải phạm lỗi với Hà Minh Tuấn trong vòng cấm. Trên chấm 11m, đội trưởng Đinh Thanh Trung đã không mắc một sai lầm nào để mở tỷ số cho câu lạc bộ Quảng Nam. Phía đối diện thì thủ môn Hoàng Văn Cường cũng chẳng xuất sắc gì hơn. Một khoảnh khắc lưỡng lự của thủ thành bên phía câu lạc bộ Quảng Nam ở phút thứ 57 đã trao cơ hội để Hà Đức Chinh ghi bàn thắng quân bình thế trận. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì ở phút bù giờ thứ 4, Diego đã làm nổ tung các khán đài trên sân Hòa Xuân với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1, giúp SHB Đà Nẵng có được 3 điểm đầu tiên của mùa giải. Màn trình diễn rất dở của anh ở những phút trước đó. Trong buổi sáng nay tại Hà Nội cũng đã diễn ra lễ khai mạc giải quần vợt vô địch lứa tuổi trẻ toàn quốc lần thứ nhất. Đây là giải đấu đầu tiên trong năm dành cho các tay vợt trẻ dưới 18 tuổi. Giải quần vợt vô địch lứa tuổi trẻ lần thứ nhất năm 2018 diễn ra từ ngày 17 đến 23 tháng 3. Giải đấu năm nay quy tụ 150 vận động viên đến từ 24 đơn vị trên toàn quốc. Các tay vợt trẻ được chia thành 4 lứa tuổi là U10, U12, U14 và U16, tranh tài ở 4 nội dung là đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ. Những đơn vị có thế mạnh trong đào tạo trẻ như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay BKM Bình Dương vẫn được đánh giá là những cử viên hàng đầu trong việc tranh chấp thứ hạng. Ngay sau buổi lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu ở vòng loại nội dung đánh đơn. Còn ở chung kết giải quần vợt F3 Ấn Độ, Lý Hoàng Nam đã phải nhận thất bại 0-2 trước tay vợt chủ nhà cũng là hạt giống số 1, Varanes Gunneswaran. Dù không thể đăng quang nhưng ngôi Á quân này chắc chắn sẽ giúp Hoàng Nam cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới. Sau giải F3, Hoàng Nam sẽ tiếp tục tham dự giải F4 Ấn Độ, sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 3. Còn với quần vợt quốc tế, giải quần vợt Indian Wells năm nay chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của những tay vợt giàu kinh nghiệm. Ở nội dung của nữ, Venus Williams và Simona Halep tiến vào bán kết với những chiến thắng theo kiểu tàu tốc hành, nhưng bỗng nhiên họ phanh gấp và trượt khỏi đường ray.